Las Vegas là thành phố nổi tiếng với các sòng bạc lớn và các buổi biểu diễn trực tiếp. Nhưng nếu mà bạn không phải là những người thích đỏ đen và cũng không muốn chi tiền cho những buổi biểu diễn đắt đỏ, thì bạn cũng có thể xem những show diễn miễn phí và tham quan những nơi thú vị không kém tại thành phố này. Một trong những điều thú vị nhất mà bạn không thể bỏ qua khi đến Las Vegas đó là đi bộ dạo quanh khu Strip. Strip được chính thức biết đến là đại lộ Las Vegas. Và thường khi nghe đến tên Strip thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến Las Vegas. Nhưng thực sự cái tên này lại không có trong địa phận của thành phố Las Vegas, mà là do một sĩ quan cảnh sát đã đặt tên nó theo tên của quê hương anh ta, đó là Sunset Strip ở Los Angeles, California. Cái con đường dài gần 7 km này là nơi tọa lạc của những khách sạn lớn nhất thế giới, tạo ra nhiều địa điểm thu hút du khách như là những trung tâm mua sắm sang trọng, nhà hàng cao cấp và khu giải trí lề đường. Strip càng đặc biệt trở nên huyền ảo hơn vào ban đêm khi những ánh đèn neon rực sáng cả một tuyến đường dài. Vì vậy nên nhiều công ty lữ hành thường cung cấp các chuyến tham quan bằng trực thăng vào lúc hoàng hôn và đêm xuống. Strip cũng là nơi bạn sẽ thấy rất nhiều bản sao của những kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, như là những lâu đài cổ của châu Âu thời Trung Cổ, tháp Eiffel của Pháp, kênh đào Venice, kim tự tháp của Ai Cập, hay tượng nữ thần tự do của New York, và còn rất nhiều những cái tên quen thuộc khác nữa. Thêm một điều thú vị khác, khi bạn đi dạo trên đại lộ này, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều những cô gái xinh đẹp đi giày cao gót và mặc những bộ bikini với chiếc mũ lông vũ khổng lồ, bước đi duyên dáng như là đang trình diễn trên sân khấu. Và các cô gái này cũng là biểu tượng của thành phố Vegas. Trong những show diễn kỳ lạ và thú vị mà bạn không thể bỏ qua đó là buổi biểu diễn phun trào núi lửa tại khách sạn Mirage. Đây là show diễn nóng nhất cả về nghệ đen lẫn nghệ bóng. Núi lửa Mirage là tác phẩm điêu khắc núi lửa mang tính biểu tượng, rất thu hút du khách bằng các màn trình diễn phun trào hàng đêm với âm nhạc và những ngọn lửa phát sáng lên bầu trời tại khách sạn và sòng bạc Mirage. Kể từ năm 1989, núi lửa Mirage đã tạo ra một cảnh tượng ngoài đời thực về các vụ nổ, quả cầu lửa và âm nhạc hoành tráng. Núi lửa nằm phía trước khách sạn Mirage ở lối vào đại lộ Las Vegas. Cái vụ phun trào là một màn trình diễn trực quan tuyệt đẹp về lửa bắn và nước nhảy múa, kèm theo tiếng nhạc hoành tráng của các rocker cổ điển và một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Do vấn đề về bản quyền nên phần nhạc trong video này không phải là âm nhạc của show diễn. Vì vậy, nếu mà bạn trải nghiệm trong show diễn trực tiếp thì những màn bắn pháo hoa thật được sử dụng cùng với âm nhạc sẽ thật sự làm bạn phấn khích hơn, và bạn cũng có thể cảm nhận được sức nóng của vụ nổ. Bạn cũng không cần phải mua vé để mà xem cái show diễn này.
không giống như các buổi biểu diễn miễn phí khác ở Las Vegas. Lake of Dreams không thể được nhìn thấy từ bên ngoài khu nghỉ dưỡng mà chúng ta phải đi vào bên trong khách sạn. Cái hồ nước thu hút này được nhìn thấy như một cảnh tượng yên tĩnh vào ban ngày, nhưng nó biến thành một màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc vào ban đêm. Lake of Dreams là sự biểu diễn đa dạng kết hợp giữa múa rối nước trên nền nhạc sống động với âm thanh và ánh sáng tối tăng để tạo nên một cảnh tượng mê hoặc tại hồ nước đặc trưng của khách sạn Wynn. Lake of Dreams được biểu diễn trên hồ nước rộng 3 mẫu Anh với 1.500 cây thông bao quanh và thác nước rộng 27m, cao 14m, được sử dụng như là một màn hình trình diễn và được chiếu sáng bởi 5.500 bóng đèn LED. Tất cả đều được thiết kế và đạo diễn bởi một nhóm làm việc thuộc đẳng cấp thế giới. Cái chương trình cũng được thay đổi với những cốt truyện khác nhau hàng đêm. Các show diễn đều miễn phí và được diễn ra hàng đêm cứ sau nửa giờ. Nó được bắt đầu biểu diễn từ lúc chạng vạng tối. Nếu bạn là người yêu thích nhà kính và vườn bách thảo thì bạn không nên bỏ qua khu vực giếng trời và vườn hoa ở sảnh đợi của khách sạn Wynn. Đây là không gian miễn phí cho mọi người thưởng thức và khám phá. Thật là lãng mạn khi mà được dạo bước dưới những tán cây được treo những quả cầu hoa trang trí công phu với các loại hoa tươi khác. Chúng trông càng quyến rũ hơn dưới ánh đèn lấp lánh, làm nổi bật sàn nhà được lát đá cẩm thạch in hoa. Cái vườn hoa này cũng được thay đổi để kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, khi mà sự hối hả và nhộn nhịp luôn được nhìn thấy ở Vegas, thì cái khu vườn ấn tượng này là không gian êm dịu để bạn có thể sống chậm lại và tận hưởng những giây phút yên bình. Circus là một khách sạn và sòng bạc ở Las Vegas đã cung cấp hoạt động giải trí ở đầu phía bắc của đại lộ Las Vegas kể từ năm 1968. Circus cũng là một rạp xiếc cố định lớn nhất thế giới, thu hút đông đảo du khách mỗi ngày. Các buổi biểu diễn miễn phí là điều không thể bỏ qua nếu mà bạn yêu thích những màn trình diễn nhào lộn và tung hứng, và chúng rất thú vị cho trẻ em cũng như là người lớn. Các buổi biểu diễn nằm ở tầng 2 ngay giữa trung tâm của Midway và được thực hiện sau mỗi nửa tiếng và thường không quá tốn nhiều thời gian, chỉ kéo dài 10 đến 15 phút, nhưng chúng thật sự không làm bạn thất vọng. Circus Acts giới thiệu các tiết mục xiếc trực tiếp nổi tiếng thế giới miễn phí mỗi ngày với nghệ thuật tung hứng, nhào lộn, bay, giữ thăng bằng, vân vân. Đặc biệt những chú hề của Circus sẽ góp vui cho trẻ em và người lớn, được biểu diễn ở sân khấu Midway hay là đi lang thang trên sòng bạc hoặc đùa nghịch trong những tiệc buffet. Các buổi biểu diễn của các chú hề là một phần của Circus kể từ khi mà cái sòng bạc mở cửa vào năm 1968. Châu
Âu thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những đài phun nước, và đài phun nước Bellagio ở Las Vegas thể hiện sự lãng mạn của cái khu resort này. Tại Bellagio, hơn 1.000 đài phun nước lắc lư phía trước khách sạn, được tăng cường bởi âm nhạc và ánh sáng. Sự biểu diễn trực quan kéo dài hơn 300 mét với tia nước cao tới 140 mét bắn vào không trung, không thể diễn tả bằng lời so với sự hoành tráng của show diễn nếu mà bạn không tận mắt chứng kiến nó. Và nó hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ du khách nào. Mỗi buổi biểu diễn đều có các cách thể hiện và diễn giải độc đáo. Vì vậy, cho dù mà bạn đã xem đài phun nước bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chúng luôn khiến bạn phải kinh ngạc ở mỗi lần xem khác nhau. Đài phun nước Bellagio bắt đầu được thực hiện vào năm 1998 nhằm mục đích thu hút du khách đến với cái khu resort này. Bellagio là một tên tiếng Ý, có nghĩa là một nơi tuyệt vời để ở. Cái khách sạn và đài phun nước này được lấy tên từ một thị trấn nghỉ dưỡng nằm bên bờ hồ Como ở miền Bắc của nước Ý. Mặc dù bạn có thể tự do tham quan bất cứ lúc nào, nhưng chúng trông thật sự sống động vào ban đêm, mang đến một tầm nhìn đẹp mắt và một diện mạo hoàn toàn khác lạ. Bellagio là nơi trưng bày ấn tượng về đời sống thực vật sống động và được trưng bày khác nhau tùy thuộc vào thời gian trong năm. Sau khi mà xem xong cái chương trình nhạc nước ở phía bên ngoài cái khu resort này thì bạn có thể tiến vào bên trong để mà thưởng lãm vẻ đẹp của khu vườn bách thảo và nhà kính. Bạn sẽ tìm thấy vô số loài hoa, cây cối và bụi rậm được trưng bày tuyệt đẹp ở đây. Tổng cộng thì có khoảng 40 cây to cao đến tận mái vòm của nhà kính, khoảng 1.500 bụi cây và 10.000 loài thực vật có hoa. Sự trưng bày được theo đổi theo các mùa xuân, hạ, thu, đông và ngay cả Tết Nguyên Đán cũng được bày trí đặc biệt. Mỗi thiết kế có thể xem được trong 2 hoặc 3 tháng và các thiết kế khu vườn rực rỡ với hoa sẽ được thay thế 2 tuần một lần trước khi mà cái thiết kế này được thay đổi hoàn toàn. Ngay cả khi bạn không thích thú với loại hoa lá thì vẻ đẹp tuyệt đối của nơi này chắc chắn sẽ gây ấn tượng với bạn và bạn không cần phải trả một xu nào cho cái việc thưởng lãm khu vườn xinh đẹp này. Venetian ở Las Vegas là một khách sạn và sòng bạc nổi tiếng với các cửa hàng, những buổi biểu diễn và các điểm tham quan được đặt trong những bản sao của các công trình kiến trúc vĩ đại của Venice. Bên trong cái khu phức hợp này, bạn sẽ tìm thấy một trung tâm hội nghị đồ sộ, khu mua sắm, hộp đêm và sòng bạc. Venetian có khá nhiều điểm tham quan tuyệt đẹp, nhưng một trong những điểm nổi tiếng nhất là Grand Canal Shop. Trung tâm mua sắm cao cấp này khiến bạn có cảm giác như là đang ở Venice, với con ken và những chiếc thuyền gondola sẽ đưa bạn đến các cửa hàng khác nhau. Các con ken của khách sạn Venetian là một thành tựu kiến trúc vĩ đại. Ngoài cái việc mang đến một tầm nhìn nổi bật, nó còn tái tạo rất nhiều bầu không khí của Ý, khiến nó trở thành một nơi rất lãng mạn. Năm 1999, Venetian được khai trương cùng với chim bồ câu trắng, kèn và những người chèo thuyền đang hát. Chi phí xây dựng lên tới $1.5 tỷ, khiến nó trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng đắt nhất từng có trong thời điểm khai trương. Thời gian trôi qua thì cái khu nghỉ dưỡng này tiếp tục được mở rộng và bổ sung thêm nhiều điểm tham quan hơn nữa. Kênh đào Venetian tất nhiên là một không gian đáng được thưởng thức nhất tại đây. Các thuyền đi bằng thuyền gondola được tính phí ở trong nhà hay ngoài trời cũng là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Chuyến đi sẽ đưa bạn xuống Grand Canal, đi qua những cây cầu và ban công hay là những quán cà phê. Hòa mình vào sự lãng mạn của một bản dạ khúc được hát trực tiếp từ người lái đò trên những chiếc thuyền gondola. Tùy vào sở thích mà bạn có thể đi thuyền ở bên trong hay là bên ngoài trời.
Mỗi chỗ đều mang một vẻ đẹp độc đáo riêng của nó, và cả hai nơi đều mang đến cho bạn những khoảnh khắc tuyệt vời. Bên cạnh đó cũng có những buổi biểu diễn đường phố miễn phí khi mà bạn đi dạo quanh những con đường cổ điển kiểu Ý trong cái khu vực này. Họ không phải là những nghệ sĩ hát rong bình thường, mà là một dàn diễn viên quốc tế gồm có các ca sĩ, nhạc sĩ hay là diễn viên được đào tạo bài bản. Đừng quên tiến vào đại sảnh khách sạn để mà thưởng lãm những mái vòm lớn với kiến trúc kiểu Ý, được trang trí với những bức bích họa thời Phục Hưng, tạo cho bạn có cảm giác như là đang ở ngay tại trung tâm Venice của Ý. Tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất tại đây đều tạo nên vẻ sang trọng và đầy khéo léo. Trong những địa điểm nổi tiếng thu hút du khách nhất tại Caesar's Palace, đó là Forum Shops, nơi có đài phun nước của các vị thần, năm vị thần Hy Lạp và nhiều sinh vật thần thoại khác nhau đứng giữa kiến trúc cổ điển của đài phun nước bên dưới bầu trời nhân tạo. Cái trần nhà này được sơn giống như là bầu trời và thay đổi từ ban ngày sang ban đêm trong một khoảng thời gian. Bạn có thể thưởng thức phong cách trang trí La Mã cổ đại tuyệt đẹp và khu mua sắm sang trọng tại Forum Shops. Có hai tầng cửa hàng thiết kế, nơi mà bạn có thể dành cả ngày để mà xem. Năm 1992, Forum Shops tại Caesars được khai trương. Nó là một trong những địa điểm có khu mua sắm cao cấp đầu tiên trong thành phố. Vì vậy, chính nó trở thành điểm thu hút du khách. Giai đoạn thứ tư khai trương vào năm 2004, nó có thang cuốn tròn để đưa khách lên các tầng trên của cái trung tâm mua sắm này. Flamingo được khai trương vào ngày 26 tháng 12 năm 1946 bởi tên cướp nổi tiếng Bussy. Nơi này có một cái khu vườn yên tĩnh là không gian lý tưởng để mà được hòa mình vào thiên nhiên yên bình. Đó là Flamingo Wildlife Habitat. Vào năm 1995, khi mà các sở thú ở Ohio và Texas không còn có thể duy trì một cái môi trường sống thuận lợi để nuôi những cái con chim này một cách an toàn, thì chúng đã được vận chuyển về phía Tây, nơi mà môi trường sống của chim hồng hạc được tạo ra trên cái khu đất từng được cái trùm xã hội đen Bussy mơ ước. Trên thực tế thì hai trong số những cái con bồ nông ban đầu ở đây được đặt tên là Bussy và Virginia, theo tên của tên cướp quá cố và bạn gái của hắn. Cái môi trường sống hoang dã rộng 4 mẫu anh này là nhà của những chú hồng hạc Nam Mỹ, cùng với những người bạn lông vũ khác như là cò hay là bồ nông, cũng như là cá koi và rùa.
Rùa thì thường xuất hiện ở bờ ao vào những ngày ấm áp, nhưng vào ngày đông lạnh lẽo thì chúng cũng trốn đi ngủ đông. Tuy nhiên do tình trạng dịch cúm đang hoành hành nên khi mà mình đến tham quan thì không nhìn thấy các cái chú hạc và một vài loại chim khác, do chúng đã được mang đi đến một nơi được bảo vệ tốt hơn. Môi trường sống hoang dã này là một điểm tham quan miễn phí và không cần phải có vé vào cửa. Tất cả du khách đều được chào đón từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hàng ngày. Đây thật sự là một không gian yên bình, xanh tươi trong khuôn viên của khách sạn Sòng Bạc, với những dòng suối uốn lượn, những thác nước tung tóe, chỉ cách các bàn chơi xì dách chỉ vài bước chân. Cửa hàng nhiều tầng của những viên kẹo sô-cô-la này là địa điểm cửa hàng N&M đầu tiên từ trước đến nay. Nó được khai trương lần đầu tiên vào năm 1997. Cửa hàng này đã đón tiếp hàng triệu du khách đến tham quan và mua sắm. Ở phía trước cái cửa hàng có những diễn viên hóa trang thành những nhân vật nổi tiếng ở trong phim, như là những hoạt náo viên để mà thu hút du khách. Bạn có thể chụp hình với các nhân vật này và tiền tiếp được coi như là phí phục vụ. Bước vào N&M Square giống như là thức dậy ở thiên đường sô-cô-la. Bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào với những màu sắc tươi sáng, âm nhạc sống động và những vật kỷ niệm ngộ nghĩnh của M&M khi mà bạn bước vào xứ sở thần tiên của M&M này. Khi mà bạn di chuyển giữa các tầng bằng thang cuốn thì hãy xem cái dòng thời gian về cái các nhân vật của M&M phát triển trong suốt những năm qua. Những cái bức tường này cũng trưng bày các áp phích phim vui nhộn và sự tham gia của các nhân vật M&M yêu thích của bạn. Cái bức tường cầu vòng trên tầng 2 chứa đầy những cái viên sô-cô-la M&M với 22 màu sắc khác nhau. Những cái viên sô-cô-la đầy màu sắc này thực sự là đánh thức những đứa trẻ trong tất cả chúng ta. Phố Fremont là nơi khởi đầu cho Vegas. Vào năm 1905, nó là trung tâm nhộn nhịp của thành phố trong sa mạc với vô số xe hơi và chuồng ngựa. Trong những năm 1930 và 1940, nó được biết đến như là trung tâm cờ bạc của thị trấn. Phần lớn trong số đó hiện đã chuyển sang Las Vegas Strip náo nhiệt ở phía nam. Mặc dù vậy, Fremont cổ kính vẫn sôi động hơn bao giờ hết. Đầu phía tây của cái phố Fremont là nơi tổ chức trải nghiệm phố Fremont đầy mê hoặc với những màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời. Nó khai thác sức mạnh của hơn 12 triệu bóng đèn để tạo ra màn hình nghe nhìn sống động kéo dài khoảng 6 phút trên những mái che được kéo dài từ 5 dãy nhà bao trùm các sòng bạc, nhà hàng, quán bar và bầu không khí sôi động. Nó được bắt đầu trình diễn vào mỗi đầu giờ. Độc đáo hơn, bạn có thể phóng mình từ đỉnh của một ly rượu khổng lồ và bay vút trên đường phố như một siêu anh hùng trong trò chơi đu dây mạo hiểm nhưng đầy phấn khích. Seven Magic Mountains là một bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc bằng đá nhân tạo nằm dọc theo đường cao tốc I-15. Những tảng đá được sơn với màu sắc tươi sáng và sống động. Đây là nơi lý tưởng để tạo ra những bức ảnh thú vị. Nằm cách Las Vegas khoảng 30 phút lái xe, tác phẩm nghệ thuật trên đường độc đáo này bền vững do sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong quá trình xây dựng. 7 cái tháp được
tạo ra bằng cách sử dụng 33 tảng đá vôi có nguồn gốc địa phương và mỗi tháp cao khoảng 9-10 mét. Seven Massive Mountains bắt đầu được trưng bày vào năm 2016 và ban đầu được coi là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tạm thời cho đến năm 2021, nhưng do sự phổ biến của nó nên nó được lên kế hoạch trưng bày cho đến năm 2026. Bảy ngọn núi ma thuật là điểm tham quan miễn phí cho những du khách muốn tiết kiệm ngân sách, không có phương tiện giao thông công cộng đến điểm tham quan này, vì vậy mà bạn cần phải sắp xếp phương tiện di chuyển của riêng mình để đến được nơi này. Điểm tham quan khác nằm ở phía bên ngoài khu vực Strip, đó là nhà máy sô-cô-la Atoem và khu vườn xương rồng. Hầu hết chúng ta đều đã biết đến hoặc là đã thử qua các loại sô-cô-la như là Dove, Milky Way hay là M&M và những sản phẩm khác của ông chủ Forest Mars. Nhưng một điều thú vị là ông Mars mở cái nhà máy sô-cô-la Atoem này sau khi mà ông đã nghỉ hưu, như là một cách để giết thời gian nhàm chán lúc về hưu. Và Atoem Chocolates là thương hiệu sô-cô-la cao cấp dành cho người sành ăn duy nhất trong danh mục đầu tư của ông Mars và được đặt theo tên của mẹ ông. Nó được khai trương vào năm 1980 tại Henderson. Nhà máy Atoem Chocolates cung cấp sô-cô-la tự làm theo công thức đã có từ năm 1910 và mở cửa cho các chuyến tham quan cũng như nếm thử miễn phí. Chuyến tham quan nhà máy cho phép bạn quan sát các nhà bếp của công ty trong khi họ chế biến thủ công mọi thứ từ hồ đào giòn cho đến các loại nhân đặc trưng. Nhà máy này nằm ngay trong lòng sa mạc Nevada, ở phía bên ngoài Las Vegas, và tự hào sản xuất và chế biến mọi thứ trong nhà, bao gồm cả việc tự xay hạt và chế biến các món ăn không có chất bảo quản. Atoem Chocolates không chỉ làm đồ ngọt ngon mà còn có vườn xương rồng thực vật lớn nhất ở Nevada. Khu vườn rộng 3 mẫu Anh ngay bên ngoài với hơn 300 loài thực vật bản địa của sa mạc Nevada. Nhiều loài trong số đó đã được chọn trồng tại đây vì vẻ đẹp tinh tế của chúng. Khu vườn xương rồng này còn được trang hoàng hàng trăm ngàn bóng đèn chiếu sáng vào các mùa lễ hội và mùa lễ tình nhân. Hy vọng video này sẽ cung cấp một vài thông tin hữu ích cho những bạn chuẩn bị du lịch đến Las Vegas, và nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội để đến với những điểm tham quan và những chương trình biểu diễn miễn phí này.